Người nhà của các nạn nhân tập trung tại các bệnh viện ở Peshawar, Pakistan hôm 31 tháng 1, một ngày sau vụ đánh bom liều chết phá hủy một nhà thờ Hồi giáo đông đúc trong khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt của thành phố. Gần 100 người đã thiệt mạng, hầu hết là cảnh sát. Vụ tấn công xảy ra sau một làn sóng bạo lực gia tăng nhắm vào lực lượng cảnh sát ở Peshawar, thành phố bất ổn ở Tây Bắc Pakistan gần biên giới Afghanistan. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng người tham gia cho biết hy vọng tìm thấy những người sống sót đang giảm dần. Vào cuối ngày 30 tháng 1, một đám tang tập thể đã được tổ chức với nghi thức vinh danh cảnh sát dành cho một số nạn nhân. Ít nhất 170 người bị thương khi vụ nổ đánh sập tầng trên của nhà thờ Hồi giáo, trong lúc hàng trăm tín đồ đang tham gia cầu nguyện buổi trưa. Địa điểm này là nơi thờ phụng chính trong quận, nơi có văn phòng của cảnh sát và đơn vị chống khủng bố. Nhà chức trách nói họ không biết bằng cách nào mà kẻ đánh bom vào được khu vực này, dù đã được bảo vệ bởi một loạt trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết kẻ đánh bom đã đứng ở hàng đầu tiên trong phòng cầu nguyện khi kích nổ quả bom. Người Pakistan chúng tôi rất lo ngại rằng những kẻ đánh bom có thể vào nhà thờ Hồi giáo. Rất nhiều người đã thiệt mạng. Đó là những người tốt đẹp, là con, là cha của ai đó. Một số người có thể là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình họ. Việc những kẻ khủng bố có thể xâm nhập vào cơ quan chính phủ là một vấn đề đáng lên án. Nếu các cơ quan chính phủ không đảm bảo được an ninh cho chính họ, thì họ có thể đảm bảo an toàn gì cho chúng ta? An ninh được thắt chặt hơn đáng kể xung quanh thành phố vào sáng ngày 31 tháng 1. Peshawar nằm ở rìa vùng đất của bộ lạc Pashtun, một khu vực chìm trong bạo lực trong 20 năm qua. Nhóm tay súng hoạt động tích cực nhất trong khu vực là Taliban Pakistan, còn được gọi là TTP, một nhóm bảo trợ cho các phe phái Hồi giáo Sunni và giáo phái chống lại chính phủ Islamabad. TTP phủ nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hôm 30 tháng 1, mặc dù tổ chức này đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm 2022. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.